Lạc vào vùng cấm. Mẹ ơi, con mệt quá, khát quá, con không đi nổi nữa rồi. Mẹ biết mà, nhưng chúng ta cần theo kịp đàn để sớm tìm ra hồ nước và đồng cỏ. Cố lên con. Mọi người, hãy cố gắng lên. Chúng ta cần phải đi tìm vùng cỏ mới. Càng trì hoãn, chúng ta sẽ càng có nguy cơ chết đói, chết khát. À! Chị Sương Ngắn, chị có sao không? Nào, đứng dậy nào, cố lên. Tôi bị chẹo chân rồi, không thể đứng lên được nữa. Thủ lĩnh ơi, chị Sương Ngắn bị chẹo chân rồi. Mọi người, hãy qua bóng râm bên kia nghỉ chân một chút. Nghỉ làm gì? Chúng ta cần phải tiếp tục đi tìm hồ nước và vùng cỏ ngay đi chứ. Chị Sương Ngắn bị chẹo chân, không thể đi được nữa. Cậu không thấy à? Chờ chị ta khỏi đau thì biết đến bao giờ? Cả đàn sẽ chết dần mất. Tôi không muốn nghỉ đâu, tôi muốn đi tìm hồ nước ngay. Ở đây có rất nhiều trẻ em và người già, họ đều đã quá mệt, cần phải nghỉ chân mới có thể đi tiếp. Nếu vậy mọi người cứ ở lại nghỉ, tôi sẽ đi một mình tìm hồ nước trước. Không được đâu cậu Sừng Nhọn, cậu đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải đi cùng đàn mới an toàn được. Tôi khỏe mạnh, uy dũng thế này, tôi chẳng sợ gì cả. Chẳng có mối nguy hiểm nào ngăn cản được tôi. Mọi người nói đúng đấy, cậu đừng có ngoan cố nữa. Nếu cậu muốn sống, hãy ở lại nghỉ chân rồi đi cùng đàn. Không, tôi thừa sức chống lại bọn chúng. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Sao đi mãi vẫn chưa thấy hồ nước? Mình nhớ là đi theo hướng đông sẽ tới mà. Ôi, không sống rồi. Sao lại có bầy sư tử đông thế này? Ôi, cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi. Sừng Nhọn, cậu có sao không? Chúng tôi biết ngay cậu sẽ gặp nguy hiểm mà. Cho nên nghỉ được một lúc, tất cả mọi người đã cố hết sức tiếp tục đi để theo kịp cậu. May mà đến kịp giải cứu cho cậu. Xin lỗi mọi người, tôi thật quá nông nổi vì đã không nghe lời mọi người. Tự cho mình là kẻ mạnh. Cảm ơn tất cả mọi người đã cứu tôi, không bỏ rơi tôi. Thôi, hãy bám sát nhau, tất cả tiếp tục lên đường. Bí quyết câu cá. Lão Phú hôm nay ra sớm ghê. Cá to quá. Ông Phú câu tài thật. Thế đã nhầm nhò gì? Cá thế này mới là cá chứ. To thật. Phải bằng con của ông Phú khi nãy chứ chẳng chơi. Bằng là bằng thế nào? Con cá bé tí thế này làm gì chứ? To chưa này, to hơn cả con trước. Lão Phú hôm nay thua mình là cái chắc. Ông Phát ơi, câu giỏi thế, chỉ cho chúng tôi với. Có phải ai cũng học được đâu mà chỉ với chẳng bảo. Dạy cho các cậu để các cậu câu hết của tôi à. Ông Phú cũng là cao thủ câu cá đấy, nhờ ông ấy chỉ cho. Ừ, phải đấy. Ông Phú ơi, chỉ cho chúng tôi cách câu cá với. Ồ, được thôi, để tôi chỉ cho. Thế này, đấy, mắt mồi phải thế này nhé.
Vâng, được rồi. Đừng để cần động nhé. Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn ông nhé. Ừ, có gì đâu. À, cháu câu được rồi ông Phú ơi. Tôi cũng được rồi. Ông Phú dạy hay thật. Phải đấy, biết thế nhờ ông Phú dạy từ sớm. Về thôi mọi người ơi. Muộn rồi, về đi. Ông Phú hôm nay câu được có chừng ấy thôi à. Ông Phú ơi, hôm nay bọn tôi câu được nhiều cá thế này là nhờ ông đó. Phải đó. Có gì đâu, mọi người câu được nhiều cá thế là mừng rồi. Ông ơi, tôi cảm ơn ông. Hôm nay ông có câu gì đâu, dành cả buổi dạy cho mọi người. Ông coi đây như là học phí của chúng tôi nhé. Ông nhận cho chúng tôi vui. Ôi, thôi thôi, hôm sau tôi lại đi câu mà. Không, ông phải nhận mới được. Cảm ơn mọi người. Nhưng sao nhiều thế? Ông lấy hết đi. Mỗi người biếu ông có một vài con thôi mà. Bản chất. Không biết nó chạy đâu mất rồi. Kia rồi. Thì ra nhà ngươi ở đây làm ta tìm suốt nãy giờ. Từ nay lại phải xích mày lại thôi. Chứng nào tật nấy mà. Thần vệ nữ, nàng đang đi dạo đó sao? Ồ, con mèo này là... Đây là con mèo được Thượng Đế nuôi từ rất lâu rồi. Thương tình nó nên Thượng Đế cho nó cơ hội tu luyện để thành tiên. Nhưng nó không quên được mình là mèo, nên suốt ngày rình bắt chuột rồi bỏ trốn. Thì ra là thế. Con mèo này nhất định phải phạt nặng, vì nó đã phụ lòng của Thượng Đế. Đúng là bản chất khó thay đổi mà. Tôi nghĩ, chẳng qua hiện giờ nó vẫn mang hình hài của con mèo, nên vẫn giữ thói quen tập tính. Nếu nó mang hình hài của con người, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Không, tôi nghĩ đã là bản chất thì không thay đổi. Tôi tin là nó sẽ thay đổi. Nàng hãy thử xem. Được, tôi sẽ làm theo cách của ngài. Xem nó thay đổi ra sao. Ôi, mình đã thành người rồi. Tuyệt quá. Ta ban cho ngươi cơ hội sống là kiếp người. Ngươi hãy xuống trần gian tu luyện để trở thành một kiếp người thực thụ. Nếu thành công, ngươi sẽ được trở lại thiên đình làm tiên. Bằng không, sẽ vĩnh viễn làm kiếp mèo nơi trần tục. Tạ ơn thần vệ nữ, thần hứa sẽ tu tâm dưỡng tính để trở thành một cô gái tốt. Cho xin chén nước nào cô chủ. Vâng, mời bác ngồi. Mời bác dùng nước. Cảm ơn cô. Mọi người trong làng này đều nói cô hàng nước vừa xinh đẹp vừa hiền lành, lại khéo bán hàng. Đúng là danh bất hư truyền. Nàng xem, con bé cư xử mới duyên dáng làm sao. Ai mà biết được rằng trước đây nó từng làm mèo. Chắc chắn bản chất mèo của nó đã thay đổi rồi. Chưa chắc. Ngài hãy cùng tôi xuống hạ giới một chuyến xem sao. Nó sẽ không nhận ra chúng ta đâu. Đi thôi. Mời hai bác vào dùng nước ạ. Cảm ơn cô. Nước chè nhà em hôm nay ướp hoa nhài thơm lắm. Mời hai bác dùng thử. Anh xem, đúng là một cô gái thực thụ rồi. Để xem đã. Món khoái khẩu của mình, lâu lắm mới thấy nó. Thật không thể tin được, hóa ra bản chất trong nó vẫn là mèo. Tôi đã nói rồi, cái gì đã là bản chất thì khó thay đổi lắm. Mèo vẫn là mèo thôi. Nhà ngươi hãy chịu hình phạt làm kiếp mèo hoang, suốt đời lang thang đi.
Mèo đen mến khách. Mình ơi, mình. Có chuyện gì mà mình gọi tôi gấp gáp thế? Mình mau đi kiếm thứ gì ngon ngon về làm một bữa thịnh soạn cho tôi. Hôm nay nhà có khách sao? Ừ, tôi vừa quen một người bạn. Trưa nay mời anh ấy về nhà ăn cơm. Mình nhớ chuẩn bị chu đáo nhé. Tôi đi kiếm chút gì đó uống đi. Thế là xong, chỉ chờ khách đến thôi. Không biết là khách thế nào đây. Mình ơi, tôi về rồi đây. Chào chị nhà. Vâng, chào bác. Mời bác vào nhà chơi. Ta vào nhà thôi bác. Mời bác dùng nước. Ừ, cảm ơn chị. Bữa trưa đã sẵn sàng chưa mình? Dạ, em chuẩn bị xong hết rồi. Thế chúng ta vào dùng bữa thôi. Đi cả sáng chắc cũng đói rồi. Vâng, mời anh chị. Chẳng giấu gì bác, nhà tôi nổi tiếng nấu ăn ngon trong họ nhà Mèo. Bác mà đã dùng một lần thì sẽ nhớ mãi không quên. Ừ, cảm ơn bác, vậy là tôi có lọc ăn rồi. Đây toàn là đặc sản hết, bác dùng thử đi. Đây là thịt chuột nướng, đây là chuột chiên giòn. Còn đây là chuột chiên xì dầu, đây là chân chuột nướng. Đây là da chuột chiên bơ. Tất cả đều là món sở trường của vợ tôi. Khi nào có khách quý, cô ấy mới làm đấy. À, đúng là toàn đặc sản. Tôi chưa được ăn bao giờ. Tất nhiên, bác hãy nếm thử đi. Ây ây, anh cứ để tôi tự nhiên. Vậy tôi không khách sáo nữa, mời bác tự nhiên. À, kìa, sao bác không dùng bữa, không ngon sao? Ây, à, không phải, chỉ là... Thịt chuột ngon thế này mà bác không ăn sao? Tôi... Hay bác chê tấm lòng của vợ chồng tôi? Không, tôi nào dám chê. Thôi chết, hay là họ nhà dê các bác không ăn thịt? Vâng, đúng như chị nói, họ nhà dê chúng tôi không bao giờ ăn thịt, chỉ ăn lá và cỏ cây thôi. Thế thì xin lỗi bác quá. Ấy, chị đi đâu đấy? Bác đợi em một tí thôi. Đây, mời bác. Cảm ơn anh chị, đây mới là món khoái khẩu của tôi. Xin lỗi bác, vợ chồng em thật vô ý, cứ tưởng ai cũng như mình. Mà mình à, cứ suy bụng ta ra bụng người là có ngày chết ấy. Bác về đây là chỗ thân tình, chứ người khác thì khó xử lắm đấy. Bác thông cảm, đúng là sơ suất của vợ chồng tôi, hiếu khách mà không hiểu khách. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, bác bỏ qua cho vợ chồng tôi nhé. Hoàn cảnh khác nhau. Anh Heo, anh sướng thật đấy. Thức ăn được dâng đến tận miệng. Còn chúng tôi thì... Sướng gì đâu. Lát nữa các anh được ra ngoài đồng cỏ tha hồ mà ăn. Tôi cũng chỉ muốn được tự do thoải mái như các anh thôi. Ra ngoài thì có gì vui chứ. Đấy nhé, được đi ăn rồi nhé. Cô dẫn con bò này ra ngoài vắt sữa nhé. Còn tôi sẽ mang cừu ra lấy lông. Vâng, tôi biết rồi. Họ sẽ vắt sữa của anh và cắt lông tôi à? Tôi không chịu đâu. Không sao đâu, tôi đã từng thấy người ta lấy lông rồi. Chỉ đau một chút thôi. Thật thế sao? Ừ, tin tôi đi. Sao họ không lấy lông với sữa của mình nhỉ? Kệ, càng tốt. Thế nào,
hôm nay đi lấy sữa và lông có vui không? Vui lắm. Sau khi lấy xong, họ còn cho chúng tôi ăn rất nhiều cỏ ngon để bồi bổ. Tuyệt quá! Giá mà tôi được một bữa như thế thì tốt biết bao. Đến lượt cậu rồi đấy. Đến lượt tôi rồi. Con heo kia xuất chuồng được rồi đấy. Ừ, trông nó thế kia thịt nhiều lắm đấy. Hy vọng hôm nay làm đó để bù lại mấy con hôm qua. Làm thịt mình à? Không, tôi không muốn đi. Cậu ta sao thế? Tự nhiên lại hét ầm lên là sao? Điếc tai quá. Cứu, cứu tôi với. Các bạn ơi, hãy cứu tôi. Tôi không muốn đi. Cậu bị điên à? Làm ơn im lặng đi. Điếc tai quá. Họ cũng thường bắt chúng tôi, nhưng chúng tôi có gào thét như cậu đâu. Ông ta bắt các cậu chỉ để lấy lông và sữa, nhưng ông ta bắt tôi là để lấy mạng. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lấy mạng, lấy mạng đấy, hiểu không? Cậu ta vừa nói gì? Họ sẽ lấy mạng cậu ta chứ không phải lấy lông và sữa như chúng ta sao? Trời, tội nghiệp heo quá. Thế mà chúng ta còn la mắng cậu ấy vì tội làm ầm lên. Cứ tưởng chúng ta và cậu ấy là chung một hoàn cảnh, ai ngờ lại trái ngược hoàn toàn. Đúng là ai ở vào hoàn cảnh nào thì mới hiểu được hoàn cảnh đó. Xin lỗi heo nha, chúng tôi đã trách nhầm cậu rồi. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.